cảm tạ Chúa vì phước Cha ban cho, cảm tạ Chúa vì quá yêu thương tôi. Qua bao tháng ngày, Ngài luôn vẫn giữ tâm tôi, dù phút tôi chợt quên, dù phút tôi ngã lòng. Cảm tạ Chúa, Ngài vẫn không quên tôi, dù tôi qua ngàn lối đi cam go, qua bao tháng ngày, Ngài luôn vẫn giữ tâm tôi, nguyện bước đi cùng Cha thỏa vui, bước cùng Giê-xu Cha mọi buồn lo. Nó mà ăn mặc thật bằng, không có 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 thật bằng, không
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người đang học tập là cái thầy quan này nhá, làm công việc cho tiền đi sang tiền lúc bạn là người ra thầy quan này đâu thì đội chơi và rất bên ra nó chỉ nào được các buổi cơ hội cơ đến là hình thường và làm trong tâm lần này là mình luôn và một cái là việc tạo dựng trên thế của anh của đấy là mình ngăn trong ai các buổi cơ hội là cần phải làm được sao để chi cái bên là tạo con được sao con làm được sao các chị thì nào càng đáp đấy là mình xuống sẽ có những cái đau gì trong các thầy đạo cái cấp sơ là mất là tập đặt giờ là nói tài chính hay là còn là kẹt và bây giờ là con đi tự đi bằng như thế mà còn rộng hẹp lên thân đó chú và lạc đời, cô và lạc đời, và mục sư lạc đời, ưu lệnh cho ông bà đời dân. Làm nhà mà, người ta nói làm nhà bình đẳng, và làm nhà đời mà không sao. Lạc đi theo chỉ là bằng các vụ nào thì càng được chuyển xuống xe ngân, để bắt lạc bạc và cái đêm, để dân kinh còn ăn nào thì mai mình cũng được. Cũng chỉ là một vấn đề, để nào còn ra ăn, cướp chỉ là sợ các bạn, thì con các tư chỉ tấm số tiền rồi là gì là quan thì hàng chức mà bạc triệu chặt chẽ thì không tiến triển chỉ mà hiện là nợ chạy chỉ là một trăm bốn chục thôi một trăm bốn sắp triệu hiện tại nợ về vật liệu chỉ mà nợ con trai chỉ là quan hàng chức mà chưa tài hàng hiện non mà chỉ tu hàng quan chức mà chưa còn nước ra chị thì cùng là cái người sơn để mà được non mắt thì chị là chị non là chay chị cũng lão non về lương là thảo thì mà hiện non trẻ thì tao mà cùng vượt liêu tao mà cùng mà được năm thì mà còn một văn là chỉ còn có tổ trách cho đấy là quay em đi. Thank you.
đại nhân Solomon còn bị nào các đông hè và tại sao cũng là đoái xem nhà này ngày và đêm bị bắn tạ hai cái ta vì về nhà này lời Chúa đã phán rằng sẽ đặt lại dân Chúa ở nơi đó khi tôi tới Chúa hướng về nơi này mà cầu nguyện xin Chúa đủ nghe nghe nói trong ngày 26 mua cái nó có ở cái xe chưa có cái tiền nào mua hay là mua cái tâm của sao ông có gì hay là cái bước sang tân đáp làm gì nào hay là gì ai ở sao muốn tâm của sao ngoài hay là tâm tập tu tu nằm sao ra là tâm tập tu yuk hãy bắt tâm tâm nào hay là tâm tập tu tâm tập tu tâm nào nhất tức là tu nghe bằng là chân chân tu và bằng tăng coi hay là gì bằng ân ha nghĩa năng từ quá từ hay là quên và được quay mang từ hay là những phương pháp nào chân tăng coi hãy từ từ đây bằng cái gì là sự quan trọng đó là sự mạnh đứng vì là thế này ra mà cái này là trong tiếp dân Solomon đã khi đặt đền thờ xong giáo sư Chúa ba điều nhất nhất là cái hai là cũng nghe còn ba là nghe rồi ta nói sân môn chính nhất là ta biết là biết ta phải mà nó cần đặt ra những cái thông tin như thế này nhưng mà quan lệ một con nàn mà nhỉ dưới mắt mà căn cứ mưa sao mà căn cứ có đường nào tắt căn chỉ là chính là chính này là chết anh hợp lan du tăng cầm nào tại nơi nào tại đâu để mà quân vị trẻ mạnh là nào phần tâm thần mình nào tại ai nào tại ai nô là cái nhân cây a xì hè sao đơn mong đi thì tên hè tức là ngôi chỉ chân lưng mình năm đi chạy xuống đi còn có sao tên mong đi con tâm nê tâm nê tâm nê mất con mà đang du nằm ra cứ tên cả tờ con tâm nê là quay mày ô quanh ra nằm ra đi mà nào chết mà lo quay song song ô quanh ra con tâm nê là quay mày ô quanh du nằm ra chìm trốn đem tu vô ba nằm đặt trong hình còn nhị ngày lúc như nào còn tâm đây là quay mai ôm nhiên còn tâm đây là quay mai ôm một cần đồ quan trọng nào giúp nào rong mày họ tập chi thằng ta nhị trăm bước tập ra hình cân trăm chức năm lao chi cô được nô năm lương là xa ôm che là cô thằng bằng đức nghĩ chân che cấp cân lên tô bà ôm một cần đồ quan trọng anh em các kết lúc lo cho măng si kê chìm tập một ngày nằm hạt chìm ôm một cần đồ quan trọng hình còn nhị con ông ư tinh lùng phù ngoài họ đức chiên chiên ôm một thằng đồ quanh ôm một ơi con chăm được con đồ quanh rằng mình tê con mình tê nghĩ rằng thêm gia ôm một thằng đồ quanh rằng ơi lẽ ăn hình chưa đó lẽ nó quay nhà ăn hết Israel amen.